Tòa án thế giới hiện đang ra lệnh cho Nga nên dừng các hoạt động quân sự tại Ukraine. Ngày 16 tháng 3, Tòa án cấp cao nhất của Liên Hiệp Quốc về tranh chấp giữa các quốc gia đã ra lệnh cho Nga nên dừng ngay các hoạt động quân sự tại Ukraine, nói rằng họ quan ngại trước việc sử dụng vũ lực của Moscow. Mặc dù các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ có giá trị ràng buộc, nhưng lại không có các biện pháp trực tiếp để thực thi những phán quyết đó. Và trong một số trường hợp hiếm hoi trước đây, một vài quốc gia đã phớt lờ chúng. Các thẩm phán ICJ ra quyết định, Liên bang Nga sẽ phải ngay lập tức đình chỉ các hoạt động quân sự bắt đầu từ 24 tháng 2 trên lãnh thổ của Ukraine. Ukraine đã đệ đơn kiện lên ICJ ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào 24 tháng 2. Phía Ukraine cáo buộc lời biện minh của Moscow rằng họ đang hành động để ngăn chặn một cuộc diệt chủng ở miền đông Ukraine là vô căn cứ. Thượng Hải có thể ban hành lệnh phong tỏa. Người dân cư ngụ tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vào thứ Năm 17 tháng 3 đã đổ xô đi mua hàng dự trữ, bao gồm thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm, do lo ngại lệnh phong tỏa sẽ được ban hành tại địa phương. Do tỷ lệ lây nhiễm ngày một tăng cao, nên giới chức trách đã tuyên bố thắt chặt lệnh cấm tại một vài khu dân cư trong khu vực. Tại những nơi có số người ngã bệnh thấp thì người dân không cần phải hai lần xét nghiệm COVID hay là cách ly ít nhất 48 tiếng đồng hồ. Tình trạng mua hàng quá tải đang khiến cho nguồn hàng tồn kho ngay một cạn kiệt, đồng thời có thể làm vật giá leo thang trong vài ngày sắp tới đây. Tổng thống Zelensky của Ukraine đã kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ nên đóng không phận của Ukraine. Trong bài nói chuyện trước Quốc hội Hoa Kỳ vào sáng thứ Tư vừa qua, thì Tổng thống Ukraine, tức là ông Volodymyr Zelensky, đã kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ nên làm nhiều điều hơn để bảo vệ Ukraine trước cuộc chiến xâm lăng từ Nga, và kêu gọi Tổng thống Joe Biden nên là một nhà lãnh đạo vì hòa bình. Nga đã biến bầu trời Ukraine thành nguồn cơn chết chóc cho hàng ngàn con người. Ông Zelensky đã nói như vậy trong buổi họp qua mạng trước khi chiếu một đoạn video đầy những hình ảnh đau buồn cho thấy sự tàn phá và những người bị thiệt mạng tại Ukraine. Đoạn video đã kết thúc với lời kêu gọi khẩn thiết rằng hãy đóng không phận của Ukraine. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã cùng đứng lên để bày tỏ lòng tôn trọng vào trước và sau bài nói chuyện của Tổng thống Zelensky. Lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc lên kế hoạch sẽ điện đàm về vấn đề Ukraine. Tòa Bạch Ốc vào hôm nay, ngày 17 tháng 3 cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành một cuộc điện đàm vào ngày thứ 6 tuần này, tức là 18 tháng 3 sắp tới. Thông báo của Tòa Bạch Ốc cho biết hai bên sẽ thảo luận về vấn đề cạnh tranh, cũng như về cuộc xung đột Ukraine cùng những vấn đề khác. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vài ngày sau khi ủy viên của Quốc vụ Trung Quốc là Dương Khiết Trì đã hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là Jake Sullivan tại thủ đô Rome của Ý Quốc. Tại cuộc hội đàm thì ông Dương Khiết Trì đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine để sớm đạt được các kết quả thực chất giúp giảm leo thang căng thẳng, đồng thời hối thúc các bên nên kiềm chế tối đa để bảo vệ thường dân và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn hơn. Khách đi Uber và Lyft phải trả thêm phí nhiên liệu để bù giá xăng tăng. Và tuần trước, Uber loan báo sẽ tạm thời cộng thêm phí nhiên liệu cho khách trong ít nhất 2 tháng kể từ thứ Tư tuần này. Vào thứ Hai, thì Lyft cũng cho biết sẽ tạm thời tính thêm phí và số tiền này sẽ trả thẳng cho tài xế, nhưng công ty này chưa công bố chi tiết. Uber cho hay khách sẽ phải trả thêm 45-55 cent cho mỗi chuyến đi và 35-45 cent cho mỗi chuyến giao thức ăn. Tất cả tiền phí cũng dành cho tài xế. Số tiền phí này có thể khác nhau tùy vào quãng đường cũng như giá xăng từng tiểu bang. Số tiền phí này sẽ không áp dụng tại New York City vì tài xế ở đó đã được tăng lương 5.3%. Để giảm bớt gánh nặng tiền xăng cho tài xế cũng như tiền tiến gần đến mục tiêu không xả khói xe, Uber còn loan báo sẽ hỗ trợ tài xế chuyển sang sử dụng xe hơi điện, như trả thêm là 1 đồng cho mỗi chuyến.